Thưa quý vị, năm 2023 là năm bản lề, đánh dấu một nửa chặng đường thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Là địa phương thuộc quận Hải Châu, nằm trung tâm thành phố, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc cũng đã có nhiều nỗ lực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ phường có 1.716 đảng viên, sinh hoạt tại 50 chi bộ, trong đó có 40 chi bộ khu dân cư và 10 chi bộ cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Trên 85% đảng viên ở khu dân cư là cán bộ hưu trí. Có thể nói, chi bộ cơ sở là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, góp phần đưa những chủ trương, chính sách đến với người dân, đồng thời là hạt nhân của khối đại đoàn kết, thu hút và lan tỏa các phong trào dưới cơ sở. Thì chúng tôi cũng triển khai ra cho đảng viên đương chức, vận động nhân dân chức, vận động gia đình ở khu dân cư gương mẫu và chấp hành các chính sách của địa phương rất. Cho nên cái trong cái vấn đề đó thì khi mà vận động các chủ trương, các phong trào thi đua ở địa phương rất là thuận lợi. Ví dụ cụ thể là vấn đề phòng cháy chữa cháy, xây dựng liên gia phòng cháy chữa cháy. Hiện nay chúng tôi đã có coi như là đã đạt xong rồi, tức là 2 liên gia trên 3 tổ dân phố và chuẩn bị trong tuần này là sang 1 tổ liên gia nữa thành 3 tổ liên gia trong tổ dân phố. Cùng với đó, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn phường chuyển biến tích cực qua từng năm. Riêng năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 159,4% kế hoạch. Mức tăng trưởng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hộ kinh doanh cá thể tăng từ 7 đến 10%. Nổi bật, việc tiếp thu giải quyết kiến nghị của cử tri qua các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển chung của địa phương. Hầu hết các bà con ở dưới dân thì sẽ cũng là thực hiện tốt tất cả các chỉ thị công văn của cấp trên đưa xuống. Nhưng mà có một số những nội dung phản ánh từ người dân mà đi lên các cấp lãnh đạo thì có những cái ý kiến trong cái thẩm quyền của các cấp lãnh đạo của phường thì đã trả lời, quan tâm trả lời ngay. Còn những cái gì mà không trong thẩm quyền của lãnh đạo phường thì sẽ ghi nhận và sẽ phản hồi lên các cấp trên, rồi cũng có những cái văn bản và cái trả lời tốt nhất cho bà con. Trên cơ sở kết quả đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc tiếp tục tập trung rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số tồn tại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, còn khó khăn. Tăng cường chấp hành kỷ luật kỷ cương, đoàn kết nội bộ, nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu thực hiện, nêu gương của người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng đảng. Qua cái hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của thành ủy và kết luận 366 của ban thường vụ thành ủy, thì đảng ủy phường cũng đã có kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đến từng cái đầu mối để thực hiện. Thì chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, cái chỉ tiêu này thì đảng bộ cũng sẽ hoàn thành từ nay đến cuối nhiệm kỳ theo cái số liệu, cái phân bổ của ban thường vụ quận ủy đối với đảng bộ phường. Trước mắt 6 tháng cuối năm, đảng bộ và nhân dân phường Hòa Cường Bắc quyết tâm đoàn kết sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo từ thành phố đến quận Hải Châu, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.